đối với nhiều người halloween là ngày lễ hóa trang hoặc rất trẻ con đi xin kẹo ngày này cũng gợi lên những suy nghĩ về ma quỷ và linh hồn theo sử gia edward lengel một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất trên thế giới tòa bạch ốc cũng có ma lần đầu tiên người ta nhìn thấy ma trong tòa bạch ốc ngay sau khi tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát vào cuối năm 1860 dưới thời của chính quyền Ulysses Grant. Sử gia Lingu cho biết người ta nhìn thấy cố tổng thống Lincoln và con trai Willie của tổng thống người qua đời trong tòa bạch ốc. Nhưng sau đó nổi lên một số giai thoại rằng phu nhân của Tổng thống Abraham Lincoln, bà Mary Todd Lincoln, từng thấy ma trong tòa bạch ốc trong thời nội chiến. Bà cho biết nghe thấy tiếng cười của cố Tổng thống Andrew Jackson trong phòng ngủ trước kia của ông. Hầu hết các câu chuyện ma trong tòa bạch ốc xảy ra giữa thời nội chiến và những năm 1930, theo lời sử gia Lengel. Vào năm 1897, dưới nhiệm kỳ của Tổng thống William McKinley, một cảnh sát tòa Bạch Ốc nhìn thấy một ánh sáng lóe lên từ khu vườn nhà kính khi ông đi vào khu vườn của Bạch Cung. Ông bước vào, quay nhìn một góc và hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy bóng hình của một phụ nữ xinh đẹp. Sự ra lên gồ thuật lại, khi ông ấy tin tới trò chuyện, thì người phụ nữ đó biến mất và tia sáng cũng mất dạng. Cũng có một số bóng ma cứ xuất hiện tới lui nhiều lần. Đặc biệt là cố Tổng thống Abraham Lincoln, nhiều người đã nhìn thấy bóng ma của ông Lincoln, trong đó có cả Winston Churchill. Sau đệ nhị thế chiến, không xuất hiện dây thoại về hồn ma bóng quế trong tòa bạch ốc nữa. Một trong những lý do có thể là từ năm 1948 đến năm 1952, toàn bộ phần bên trong của tòa Bạch Ốc bị Tổng thống Harry Truman cho phá hủy để nâng cấp. Theo sử gia Lingo, các hồn ma trong tòa Bạch Ốc thường đa số là ma hiền, không có giai thoại nào về ma quỷ quậy phá hay hại người. Cũng có thể, trong thời hiện đại, các tổng thống và gia đình họ không tin vào chuyện ma quỷ, mà chỉ tổ chức ăn mừng Halloween vui vẻ với khách.